đây là khu vực trưng bày những cây thuộc hàng khủng và hàng tầm trung tại triển lãm sinh vật cảnh Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Xin mời các bác anh em tiếp tục xem cây. Một tác phẩm xanh ký đá cũng rất là tuyệt vời. Xanh Nam Điền đây. Đi làm chim. Quá là già cây. Bông rằm mịn. Nhìn cái lá xanh Nam Điền rất là đẹp. Nhỏ. Điện thoại của chủ cây này. Một tác phẩm rất là tuyệt vời. Dễ cái này rất là khỏe các bác nhá. Đây là một cây xanh. Cây này cũng là xanh Nam Điền. Bông rằm được làm quá là kỹ. Bác xem này. Bật kỹ tới tận rằm này. Xanh ký đá. Các bác xem cái màu da đồng này. Rễ của nó khỏe như này. Kiểu dáng cây này cũng rất là đặc biệt. Thân nó già như này, chùn lại này. Chủ nhân là Nguyễn Xuân Bắc. Cây này trước đây có tên là Tề Tướng Lưu Gù, và anh Bắc đã giao dịch cây này tại triển lãm Ninh Hiệp với giá là 700 triệu. Cây này về được thay chậu và làm lại đôi chút về đá này. Tác phẩm rất là tuyệt vời. Có lẽ lúc nó ra lá non nhìn còn đã hơn. Cây này là cây xứng đáng quay. Cây này cũng là xanh Nam Điền. Bông tán mịn. Chủ cây là Thành Quán Toan. Cây này được trồng ở trong một cái bể đá này. Cây này cũng được làm khá là khôn. Bông tán mịn. Tùng La Hán này.
Tùng La Hán mà có bộ rễ khỏe này cũng không phải là nhiều các bác nhé. Bộ rễ rất là đẹp này. Quay chỗ này là hơi ngược sáng một chút. Cây này được tạo dáng theo cách là chuyển thân thành cành này. Và cái cành này của nó được dựng làm ngọn này. Nhìn là tổng thể dáng cũng đẹp. Cây này cũng chủ nhân là Thành Quán Toan. Xanh Nam Điền. Cây này cũng là hàng già cây. Vòng tán mịn. Có lẽ là trong nhiều năm gần đây, vấn đề về tuổi tác của cây cũng được nhiều người quan tâm. Da của nó màu da đồng này, nhăn nheo này. Cây này cũng của chủ nhân là Thành Quán Toan. Chủ nhân Thành Quán Toan có nhiều tác phẩm rất là tuyệt vời. Số điện thoại cũng VIP này. Đây là cây tùng kim cương. Tùng kim cương là có nguồn gốc từ Đài Loan. Trong vài năm gần đây thì nhiều người biết đến cây tùng kim cương này và cũng được rất nhiều người đón nhận nó và yêu mến nó. Cái rễ của nó rất là hay này. Đây có một tác phẩm rất là đặc biệt này. Cây sơn trà. Có lẽ là xanh si thì triển lãm ở miền Bắc rất là nhiều. Những cây sơn trà thì là những cây hiếm gặp. Cây này cũng mang những cái nét tự nhiên. Tán của nó tự nhiên rất là đẹp. Đây là một cây dưới. Cây dưới này những cái tán của nó được làm tròn. Có những cái nét cổ. Bệ của nó rất là hay.
tác phẩm dưới này cũng rất là độc đáo. Có lẽ triển lãm cũng nên có những loại cây khác nhau để thêm sự phong phú và đa dạng, khách tham quan mới đỡ chán mắt.